Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng con út ông Ba Dũng bị knock out, gia tộc Ba Dũng bộc lộ điểm yếu. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin vào ngày 23 tháng 7, ông Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định số 576 của Bộ Chính trị về việc điều động chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, tham gia vào Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy là chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đoàn đang trống và sau một tháng đấu đá, hiện nay chiếc ghế đó đã có chủ. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết đã bị Bùi Quang Huy cho knock out. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ vào chiều ngày 25 tháng 8, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11 đã được bầu anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 11. Đáng chú ý là trong các nhân vật đến dự hội nghị còn có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh và là cựu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Được biết từ năm 2000, Bùi Quang Huy đảm nhận chuyên trách đoàn Phó Bí thư Đoàn trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Bí thư Đoàn trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ thanh niên trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tuấn Dũng tham gia vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì sẽ không có ai là đối thủ của Bùi Quang Huy cả. Tuy nhiên, việc con trai ông cựu thủ tướng xuất hiện đã xảy ra cuộc chạy đua song mã giữa Bùi Quang Huy và Nguyễn Minh Chiết trong suốt một tháng qua. Bùi Quang Huy đang có lợi thế là tuổi đảng cao hơn ông Chiết, tuổi đoàn cũng cao hơn Chiết và đang làm bí thư thường trực Trung ương Đoàn kiêm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Chính vì thế như thế nên không đối thủ nào có thể thách thức được Bùi Quang Huy ở Trung ương Đoàn trừ Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết chỉ có lợi thế là con trai của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Dũng lại là một trong những thế lực mạnh nhất so với các quan chức cấp cao đã về hưu. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết, con út ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc thất bại của Nguyễn Minh Chiết lần này cho thấy sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng có giới hạn. Trước đây khi Nguyễn Thanh Nghị rớt thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kéo Nghị ra Hà Nội làm thứ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị nhảy cóc bỏ qua địa phương, ra Trung ương tham gia vào Đảng ủy Bộ Xây dựng. Nhờ đó mà Nguyễn Thanh Nghị mới được cơ cấu về để nắm tỉnh nhà. Tuy nhiên lần này cho thấy thực lực của Nguyễn Tấn Dũng yếu đi rất nhiều. Trước thềm phân chia quyền lực tại Trung ương Đoàn, nhiều người đánh giá Nguyễn Tấn Dũng có tiềm lực rất mạnh, nhưng cũng có người đánh giá là ông Dũng chỉ mạnh bên chính phủ, còn bên Đảng ông Dũng không mạnh, cho nên ông mới hụt hơi trong việc giúp cậu út ông ngồi vào chiếc ghế đó là ủy viên Trung ương Đảng. Dường như Ban tổ chức Trung ương thời ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban thì ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tác động được, nhưng thời bà Trương Thị Mai thì xem ra ông Ba Dũng không tác động được nữa. Và quan đây, nếu thấy đem gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng và cộng hết các mối quan hệ của ông đem so với nhóm lợi ích Nghệ An thì cán cân nghiêng hẳn về nhóm lợi ích Nghệ An. Đây là hình ảnh ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay Nguyễn Minh Chiết còn một cửa để cứu. Cửa này không hề tồi chút nào, đó là ghế bí thư thường trực Trung ương Đoàn do Bùi Quang Huy để lại. Nếu ông Dũng mà đưa được Chiết vào đây thì xem ra sức mạnh ông Dũng không đến nỗi quá yếu. Nếu Nguyễn Minh Chiết rớt cuộc đua chạy vào chiếc ghế này thì xem ra việc xây dựng thế lực chính trị cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng được hồi sinh gặp lực cản rất lớn. Và chúng ta hãy chờ xem ông Ba Dũng sẽ làm gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mâm cỗ sôi động, Nguyễn Trọng Nghĩa nhảy vào tranh phần, ông Tổng mớm ra sao. Một ủy viên Trung ương Đảng mà được giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương là một ưu ái rất lớn. Tuy là ủy viên Trung ương Đảng nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa là một hạt giống để cơ cấu lên cao hơn nữa. Trước mắt là trong thời nhiệm kỳ, ông Nghĩa có cơ hội vào bộ chính trị cao nhất trong nhiều ủy viên Trung ương Đảng hiện nay. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Tổ chức, Ban Dân vận thì Ban Tuyên giáo là cơ quan lớn của Ban Bí thư do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa từ Phó Tổng cục Tổ chức Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam
Được ông Trọng đặt cách nhảy sang ban bí thư là cách ông Trọng đang toan tính trong tướng quân đội này rất rõ. Tuy nhiên đã gần 2 năm ông Trọng chưa làm gì để tạo điều kiện cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì nay ông Trọng đang tiến hành. Như bản tin của tờ Thời báo .d đã đưa tin, ông Trọng đang giữ trong tay sức mạnh tương đối và rất lớn, nhưng sức mạnh mềm thì ông vẫn chưa kiểm soát được. Ở quyền lực cứng, ông có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có Ban Nội chính và Bộ Công an. Ở mặt trận tư tưởng, dù có trong tay hơn 800 cơ quan báo đài khắp nơi trong cả nước, nhưng việc quan chức đọc báo chí ngoài hệ thống báo chí nhà nước rất nhiều. Điều này làm ông Trọng rất lo lắng. Vào ngày 24 tháng 8, tờ báo Nhân dân có dẫn lời nói ông Nguyễn Phú Trọng rằng không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Hai lĩnh vực này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng. Đây là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đang quan tâm mặt trận tư tưởng hơn cả mặt trận chống tham nhũng. Đây là cách mớm mồi cho ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương bắt đầu ra tay thực hiện. Đây là hình ảnh ông tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã gần 2 năm nay, mầm cỗ chính trị của Đảng Cộng sản đang rất sôi động. Ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Phúc, ông Chủ tịch Quốc hội cũng đang giáo giết chạy đua nhau, tranh giành lấy miếng ngon nhất trên mâm cỗ mà ông Nguyễn Phú Trọng đứng ngoài cuộc cũng không thể điều hành hết được, vì khi đến tuổi ông Trọng phải về hưu và chiếc ghế Tổng Bí Thư rất ngon. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đứng ngoài cũng không chịu để yên. Vì thế mới có chuyện ông Trọng cho báo Nhân dân mớm cho ông Nghĩa hãy tham gia. Theo như Thời báo đưa tin, việc tham gia chạy đua chiếc ghế cao nhất trong Đảng hiện nay còn có thêm ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường là người đã ngáng chân ông Nguyễn Trọng Nghĩa tiến thân trong Tổng cục Chính trị, làm ông Trọng phải kéo ông Nghĩa sang ban tuyên giáo để né tránh vật cản đường quá lớn mang tên Lương Cường. Ông Lương Cường tham gia cuộc chạy đua lần này không phải vào chiếc ghế Tổng Bí Thư, mà ông đang cố thể hiện năng lực để được nhảy vào Bộ Chính trị mà thôi. Bởi ngồi không ở ban tuyên giáo mà muốn vào Bộ Chính trị thì sẽ bị nhiều lực cản, nên ông Nguyễn Trọng Nghĩa phải tham gia. Sắp tới đây, Hội nghị Trung ương 6 được cho rằng sẽ khai mạc vào khoảng tháng 10. Không còn bao lâu nữa thì cuộc họp chia phần sẽ được diễn ra trong Đảng. Nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa không nắm bắt cơ hội này thì lần sau càng khó hơn. Rất có thể hội nghị tới có người sẽ bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và có người sẽ chám vào, nếu không nhanh chân thì sẽ có người khác giật mất. Vào năm 2012, khi đó ông Vương Đình Huệ đã bị tuột khỏi tay Ủy viên Bộ Chính trị vào phút chót, dù được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, nên cũng rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra với ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Hội nghị Trung ương 10 sắp tới. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương ai cũng có thể leo cao và thậm chí từng là ứng viên cho chức Tổng Bí thư như ông Đinh Thế Huỳnh. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho tương lai thì trước hết ông Nghĩa phải vào Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chú ý đánh mặt trận tư tưởng. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị họp kín và có dự định kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị. Rất có thể đến Hội nghị Trung ương 6 là ông này sẽ bị xử lý, và nếu phấn đấu tốt giúp ông Tổng Trọng hài lòng thì Hội nghị Trung ương 7 ông Nguyễn Trọng Nghĩa có thể vào Bộ Chính trị là trong tầm tay. Và chúng ta hãy đợi xem ông ta sẽ làm được gì.